lời khấn nguyện đi kèm 108 lạy sám hối và khai tâm. Chúng con chí thành đảnh lễ mười phương thường trụ Tam Bảo. Ngày hôm nay chúng con tụ hội tại nơi này, phát nguyện hiểu và hành theo lời chư Phật dạy, đem lại hạnh phúc đến cho muôn loài chúng sanh. Một, con nguyện tôn kính, tôn trọng muôn loài. Hai, con nguyện giữ tâm khiêm hạ và chế ngự những tật xấu. Ba, con nguyện buông bỏ tâm ích kỷ, không đặt lợi ích của mình lên trên. 4. Con nguyện phát tâm bình đẳng và tôn trọng không phân biệt ta và người. 5. Con nguyện từ bỏ tâm tham lam quá độ. 6. Con nguyện dùng lòng nhẫn nại mà nhìn lại tâm nóng nảy sân hận của mình. 7. Con nguyện đem cả thân và tâm soi lại chính mình. 8. Con nguyện tìm về tự thân chân thật và thực hành phát triển nội thân. 9. Con nguyện dứt trừ sự vô minh và được phát sinh trí tuệ. 10. Con nguyện nhẫn nại với những khó khăn của cuộc đời và khích lệ bản thân. 11. Con nguyện xa lánh những việc xấu và thân cận những điều lành. 12. Con tri ân tất cả những nhân duyên cho con có mặt trên thế gian này. 13. Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến, con xin lại tạ công ơn to lớn ấy. 14. Con tri ân tất cả thầy cô đã dạy dỗ con cho đến ngày hôm nay. 15. Con xin tri ân sự đồng cam cộng khổ của bạn bè và đồng nghiệp trong những chặng đường khó khăn. 16. Con xin tri ân tổ tiên đã cho con có mặt trên đời này. 17. Con tri ân vũ trụ thiên nhiên, không khí, nguồn nước
đã tạo duyên cho sự sống. Mười tám, còn quay về nhìn lại, phải chăng chính tâm tham quá độ đã gây nên sân hận trong con? Mười chín, còn quay về nhìn lại, phải chăng đã nhân danh tình yêu mà chấp mắt và gây đau khổ? Hai mươi, còn quay về nhìn lại, có chăng vì lòng kiêu mạn luôn cho rằng mình đúng mà gây đối lập mâu thuẫn? Hai mươi mốt, con quay về nhìn lại, có chăng vì lòng tham làm mờ mắt mà gây tổn hại cho người khác? Hai mươi hai, con quay về nhìn lại, có hay không vì sự hiểu lầm mà đánh giá người khác không tốt? Hai mươi ba, con quay về nhìn lại, có hay không hành vi luôn chiều theo ý mình mà khiến người khác phải tổn thương? Hai mươi bốn, con quay về nhìn lại, có hay không những hành vi xa xỉ để mưu cầu hư vinh? Hai mươi lăm, con quay về nhìn lại, có hay không những hành vi lãng phí tùy tiện dù đáng ra phải tiết kiệm? Hai mươi sáu, con quay về nhìn lại, những hành động sai trái mà mình vẫn tìm cách biện minh nhằm hợp lý hóa chúng. Hai mươi bảy, con quay về nhìn lại, có hay không những lời hứa hẹn tùy tiện mà không giữ lời? Hai mươi tám, con quay về nhìn lại, có hay không những đau khổ vì chấp nhận quá khứ? Hai mươi chín, con quay về nhìn lại, có hay không những bất an vì lo lắng cho tương lai? Ba mươi, con quay về nhìn lại, có chăng vì danh dự bản thân mà chà đạp danh dự người khác? Ba mươi mốt, con quay về nhìn lại, có hay không những suy nghĩ tiêu cực lấn át những yếu tố tích cực trong tâm?
32, con quay về nhìn lại, xem mình có cố gắng vượt qua khổ nạn hay bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Con tin rằng nếu cố gắng hết sức thì mọi việc đều viên thành. 34. Con biết cơ thể con là báu vật, con nguyện biết yêu thương và chăm sóc chính mình. 35. Con xin phát nguyện dốc lòng bố thí mà không cần báo đáp. 36. Con biết rằng vô vàn những sự việc và nỗi sợ hãi con gặp trong cuộc sống đều là vô thường, chỉ tạm dừng chân rồi sẽ qua đi. 37. Con tin rằng mỗi ngày là một ngày vui, con sẽ gặp những người tử tế và những điều lành. 38. Vì hiểu rằng gieo nhân nào gặp quả đấy, nên con phát nguyện trở thành người gieo những hạt giống lành. 39. Con xin nguyện từ bỏ lòng đối kháng, biết chấp nhận kết quả do chính mình gieo nhân. 40. Con xin nguyện biết hài lòng với những điều bé nhỏ và hết lòng làm việc dù là việc nhỏ nhoi. 41. Con xin nguyện luôn sống ngay thẳng và làm việc chăm chỉ. 42. Con xin nguyện luôn giữ lời hứa, không nuốt lời dù chỉ là việc nhỏ. 43. Cho dù người khác có phỉ báng hay chỉ trích, con vẫn luôn đường hoàng chọn con đường chân thật. 44. Con phát nguyện không xa cách những người trái ý con, sống trọn vẹn chữ tình với nhau.
45, con nguyện không để quá khứ hay tương lai trói buộc, mà luôn tỉnh thức ở giây phút hiện tại. Con nguyện không chấp mắt vào gia đình con, ngược lại phát triển tình yêu thương và lòng từ bi rộng khắp. 47. Con nguyện biết bao dung với tha nhân, cùng tấm lòng luôn rộng mở. 48. Con nguyện không lần lửa với ngày hôm nay và luôn nhiệt tình trong mỗi phút giây. 49. Con không lãng phí thời gian vô ích, luôn cố gắng hết sức. 50. Con nguyện không giải đãi, hướng đến hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. 51. Con nguyện trở thành người biết nhận lỗi sai, không chỉ biện minh cho chính mình. 52. Con nguyện trở thành người có đủ dũng khí đối diện chứ không trốn tránh khó khăn. 53. Con nguyện trở thành người dám chấp nhận những thử thách mới chứ không chỉ an phận trong những môi trường quen thuộc. 54. Con nguyện biết nói lời xin lỗi khi làm sai với tâm khiêm cung thật sự. 55. Con nguyện biết giữ lòng thư thái, có thể mỉm cười với cuộc sống này. 56. Con nguyện trở thành người đem bình an đến cho những người con gặp. 57. Con nguyện hết lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 58. Dù cuộc sống có lầm than và gian khó khốn cùng, con nguyện luôn hướng thiện và vượt thoát bùn nhơ.
chính, con xin nguyện chuyển nghịch cảnh và tai ương thành nguồn hạnh phúc. Dù những ước nguyện không được như ý, con vẫn không bao giờ tuyệt vọng. Con xin biết chấp nhận, không trốn tránh những vấn đề con phải đối mặt. 62. Khi kết giao với người, con luôn biết khiêm tốn chứ không chỉ mong lợi ích từ đối phương. 63. Khi bị oan ức, con không oán hận và biết quay lại nhìn mình. 64. Khi đau ốm, con biết rằng đó chính là tín hiệu của cơ thể để cảnh tỉnh bản thân. 65. Con xin nguyện từ bỏ lòng đố kỵ và ganh ghét, thay bằng tình thương và sự bảo bọc cho nhau. 66. Con xin nguyện không để sự cô đơn trống trải chế ngự, biết an vui và hài lòng với cuộc sống này. 67. Con xin nguyện không để nỗi bất an và sợ hãi điều khiển bản thân, biết sống bình an và tĩnh lặng. 68. Dù rơi vào nguy khó, vẫn luôn giữ được lòng từ bi. 69. Dù gặp việc trái ý, vẫn biết khiêm hạ mà nhìn nhận. 70. Ý thức được quyền lực và vật chất đều vô thường, con không khổ đau vì những thứ phù du ấy. 71. Con xin nguyện dùng lời nói ôn hòa, hành động thận trọng để giúp đỡ tha nhân. 72. Con xin nguyện từ bỏ những thiên kiến trong quan hệ ứng xử, hướng đến những gặp gỡ nhiều lợi lạc và tươi mới.
tùy hỷ và quan tâm để không một ai bị bỏ rơi hay lạc lõng. Xin nguyện luôn sống hòa hợp ở mọi nơi, xây dựng thế giới viên mãn. Bảy mươi lăm, thay vì tập trung đề cao danh dự cá nhân, còn phát nguyện cho những tên tuổi khác cùng tỏa sáng. Và kỹ năng mình có được chia sẻ cho những người cần. Bảy mươi bảy, dù người thương yêu có lìa xa con vẫn cảm ơn thời gian người đó đã cùng ở bên con. Sự vật như nó đang là. Bảy mươi chín, xin cho con và những kiến giải của con biết im lặng lắng nghe lời nói của những người khác. Cho con biết sống hòa hợp và quan tâm hơn là đối lập nhau với những người thân cận. Tám mươi mốt, xin cho con có trí tuệ biết được cách buông bỏ khi cần phải buông bỏ. Tám mươi hai, con biết mạng sống của con rất quý giá, nên không tùy tiện hủy hoại hay tự trách mình. Sự tiếp đón. Tám mươi bốn, con xin nguyện luôn luôn dùng lời lẽ hòa nhã để mang lại sự an hòa. Con xin nguyện, dù ở trong điều kiện tồi tệ đến mức nào, vẫn giữ được tâm an nhiên.
6, con xin nguyện dù đối diện với việc bất bình cũng không hành động thô tháo mà nhu nhuyễn trong ứng xử. Trong khổ nạn, con nguyện không trở nên thấp hèn, đổ lỗi cho người khác, biện minh cho mình. 88. Con xin nguyện không nói xấu người, biết khích lệ và tán dương người. 89. Thay vì chỉ trích điểm yếu, còn tán thán những điểm tốt và mong người thành công. 90. Con xem khổ đau của người như khổ đau của chính mình và nguyện cầu mọi người được hạnh phúc. 91. Con xin biết chia vui cùng thành công và chia buồn với thất bại của người khác. 92. Con nguyện cầu cho tất cả những người ốm đau được khỏe mạnh và được tự tại an vui. 93. Con nguyện cầu cho những người lạc lối sớm tìm được đường lành. 94. Con nguyện cầu cho những người nghèo được thoát khỏi sự khốn cùng. 95. Nguyện cầu tất cả mọi loài thoát khỏi bệnh tật, đói khát và chiến tranh. 96. Nguyện cầu tất cả mọi người gặp được thiện tri thức, đạt được trí tuệ tối thượng. 97. Nguyện cầu cho tất cả mọi người gặp được người hướng dẫn đúng đắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. 98. Nguyện cầu cho tất cả mọi người và gia đình được hòa thuận và bình an. 99.
nguyện cầu cho tất cả ước nguyện lành của mọi người sớm ngày thành tựu. Nguyện cầu cho những người đang tìm việc có thể tìm được việc làm tốt, có ý nghĩa và nhiều thành tựu. 101. Nguyện cầu cho những thanh thiếu niên tìm thấy lối sống đem lại hạnh phúc cho bản thân. 102. Một giọt nước cũng chứa đầy ân huệ của đất trời. Con xin nguyện tri ân. 103. Một hạt thóc cũng mang nặng cơ khổ của nhà nông. Con xin nguyện tri ân. 104. Xin dẹp bỏ bức tường nhỏ hẹp phân chia ta và người, biết rằng ta với người không hai trong tâm tư rộng mở. 105. Xin tri ân sự tròn đầy viên mãn mà con cảm nhận trong nghi lễ lại. 106. Xin hướng về phẩm chất sáng trong, cao khiết, chân thực ở sâu thẳm trong con. 107. Xin hướng về bản tánh chân như sáng trong tâm của tất cả mọi người. 108. Xin nguyện hồi hướng công đức 108 lại sám hối và khai tâm này trở thành hạt giống của trí tuệ và tự do cho muôn loài. 108. Con hết lòng thành kính xin phát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được bình an, hết thảy chúng sanh đều thoát khổ đau, hết thảy chúng sanh đều được hạnh phúc.